ta cũng phải một cái nghĩa cần bước đi công việc của một người đồng nghiệp của mình, cho nên ta gặp rất là nhiều khó khăn tâm lý và ta phải tìm đến một cái nghiệp cùng với những bạn rất là thân thiện để lấy lại cảm hứng cũng như là cái chốn. Nhưng mà cuối cùng thì ở đây có chung cũng có là được cảm hứng của mình, và điều quan trọng là cảm hứng nàng hơn đời mình, cho nên là cho Bảo Chung được rất là nhiều động lực và sẽ đến tâm quay trở lại với những sản phẩm nghiệp và giúp cho anh ta lấy lại phong độ. Thì nếu có thể nói là một cái bộ phim anh sẽ được thích, bởi vì ngoài việc được trải nghiệm những cái cảm xúc của mình quay phim anh thì nó còn cho anh Zach rất là nhiều những cảm giác, cảm thấy mình trẻ trung rất là nhiều, bởi vì lâu lắm rồi anh Zach được đi biển và lâu lắm rồi anh Zach mới có những cái cảm xúc, những cái đó rằng là rất là trẻ trung mà được đi ra ngoài giao lưu với tất cả mọi người. Nhớ là đây là một cái trải nghiệm đáng nhớ. Isaac nghĩ rằng là mọi người sẽ rất là khó thấy Isaac trong những bộ chung này, bởi vì anh chàng này rất là cá tính và có bộ phận khá là chặt chặt. Isaac cũng thấy là khá là thân thiện. Tuy nhiên thì bộ chung sẽ là một nhân vật tốt, nó cá tính hơn rất là nhiều. Chính vì cá tính quá mạnh của anh chàng này cho nên nó đem lại cho anh ta rất nhiều rắc rối. Isaac nghĩ rằng là đây sẽ là một cái bộ phim rất là thú vị, nhưng mà rất là phù hợp với những bạn trẻ, rất là trẻ trung, rất là sôi động và nó có rất là nhiều cái bài học lại như là chúng ta đối với ai sẽ có tình cảm giữa nam với nam, với nam và nữ lại khác nhau, nó đều xuất phát từ con tim thôi. Thì tình cảm trong Mythica này là sẽ là một tình cảm nó mạnh mẽ hơn của cô gái miền biển, và để hai người được đến với nhau nó có rất là nhiều cái hơn rất là mâu thuẫn, thì chính những cái mâu thuẫn này nó tạo ra những tình huống rất là tức cười giữa hai nhân vật nam và nữ này. Và rất như là các bạn nói sông Lan, bởi vì câu chuyện của sông Lan thì chúng ta thấy nhẹ nhàng, còn câu chuyện ở đây nó diễn ra rất là gay cấn và rất là có những cái pha rất là vui. Và rất nghĩ đó chính là những tiết mà làm cho mọi người sẽ có những trải nghiệm rất là thú vị. Và rất không có phân biệt tình cảm với nam và nam, nữ và nữ, và nam và nữ khác nhau, bởi vì đối với rất tình yêu đều là thiêng liêng, để bắt buộc tình cảm không có một ai đó. Điều quan trọng là khi bạn bất cứ nhân vật nào, rất đều dùng cả con tim mình để cảm nhận nhân vật đó, yêu cho một người. Khi mình đã là nhân vật rồi thì đó chính là cái tình cảm của nhân vật, và mình không gượng ép bản thân mình vào cảm xúc của nhân vật. Mình đã là nhân vật rồi thì Isaac nghĩ không có gì gọi là khó khăn cả, mình đã trôi ra một cách rất là tự nhiên. Thì đó là một cái điều mà Isaac cảm nhận là mình đã trưởng thành hơn rồi tham gia bộ phim này, bởi vì Isaac không còn là Isaac trong bộ phim này nữa, mà Isaac đã là nhân vật rồi, đã là nhân vật rồi, không có khó khăn hơn. Isaac nghĩ rằng là từ chính bản thân mình, tại vì từ khi làm ca sĩ thì Isaac không yêu nhiều, nhưng mà trước đây Isaac yêu chứ, Isaac xung quanh con người mà, cho nên thì Isaac cũng có những chất liệu cho riêng mình, và quan trọng là Isaac cũng là một người rất là tình cảm, và Isaac xem rất là nhiều những tình cảm, và Isaac học cũng như là mình cảm với những người để làm sao mình biết cái đó tình cảm của mình. Thì đó với Isaac một trong những cái điều mà Isaac thích khi đóng phim đó chính là không phải là mình ngại, bởi vì mình phải đụng chạm, mà Isaac nghĩ là cái ngại là mình thể hiện tình cảm của mình, chứ không khi mà sẽ có rất là nhiều người xem. Ví dụ ngay cả khi mình hôn yêu mình ở trong cái chiến đấu hơn là khi mình hôn yêu mình có camera chiếu vào, sử dụng như vậy. Isaac nghĩ rằng là cái điều mà Isaac thấy được từ đó, nhưng mà Isaac đã vượt qua được cái sợ đó khi mình đóng phim tình cảm. Isaac chắc chắn là mọi người sẽ thấy những nụ hôn cũng như là những pha tình cảm trong bộ phim này cũng giống như là sông Lan cũng vậy, thì mình sẽ thấy Isaac chuyển mộng. Bởi vì Isaac có hai bộ phim rồi cho nên quen qua Isaac la lên ngoài là anh ơi phải đa nhạc chứ, nghe em chờ anh lâu lắm rồi. Tại vì kể từ tháng 5 Isaac chờ ra mắt tôi đến bây giờ rồi, đến bây giờ Isaac chưa ra bài hát nào do bọn chuẩn bị mặt bát ta cũng viên. Thì tháng